chúng ta nâng cấp. Kính thưa các anh chị, hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm 2021, năm mới vừa mới đến được 19 ngày, và Tết Tân Sửu chỉ còn có 23 ngày nữa là chúng ta sẽ có đón Tết Tân Sửu. Hôm nay diễn đàn của lính thời ủy nhiệm của hai anh Đặng Thơ và Trung Hiếu là hai anh cả cao tuổi niên nhất là của diễn đàn của lính, ủy nhiệm cho diễn đàn của lính tổ chức sinh nhật tại nhà hàng VTO ở phòng VIP 5, mà cái phòng quen thuộc như là nhà của lính của chúng ta. Nhân dịp năm mới, xin thay mặt cho ban quản trị diễn đàn lính xin gửi tới tất cả các đồng chí trong diễn đàn, các phu nhân, phu quân có mặt trong buổi dự tiệc hôm nay lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Xin mọi người nâng cấp, chúc tình sức khỏe, chúc tình đoàn kết và phát triển của diễn đàn lính. Xin mời 2, 3 và thưa ủy nhiệm của hai anh Đặng Thơ và Trung Hiếu, hôm nay hai anh tổ chức sinh nhật tại đây thì xin trước hết thay mặt diễn đàn chúc mừng sinh nhật hai anh vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong năm mới và Tết Giáp Bát. Sau đây xin trân trọng giới thiệu anh Đặng Thơ sẽ có lời phát biểu. Tặng hai anh mong hai anh chấm nướng rồi. Ra đây thì anh nghe Đặng Thơ sẽ có vài lời phát biểu. Thay mặt cho Thư và Hiếu và hai anh em, hôm nay là diễn đàn lính tổ chức Thư sinh nhật Hiếu và Thư, phải nói là anh em tôi rất lấy làm cảm động. Trước hết là xin chúc anh chị em trong diễn đàn lính chúng ta giữ được cái mối tình đoàn kết và đoàn kết phát triển và luôn luôn phát triển. Thay mặt cho hai em xin chân thành cảm ơn, và cũng nhân dịp này chúc Thơ và Hiếu đã nhận món quà của diễn đàn lính, thôi chúng tôi sẽ gửi lại quỹ của diễn đàn lính của năm 2021. Chúc mọi người nâng cốc và vui của ngày vui ngày hôm nay của mọi người. Xin mọi người nữa, xin mọi người nâng cốc. Happy birthday to rất là vui, thực sự rất là vui, và coi
coi như cũng là một cái dấu ấn của cuộc đời mà khó lòng khó được. Và xin trên này cảm ơn.